Syrogan Ngon Baby Plus, giải pháp cải thiện biếng ăn cho trẻ tốt nhất hiện nay. Hi, xin chào mọi người, là Thanh Hương đây. Hôm nay Thanh Hương sẽ giới thiệu cho mọi người một em siro Baby Plus, giải pháp cải thiện biếng ăn cho trẻ tốt nhất hiện nay nha. Thì em này là một trong những cái loại siro giúp chúng ta kích thích trẻ ăn uống nè, mau chóng phục hồi để thể trạng tốt nhất. Là sản phẩm được rất là nhiều bậc vợ cha mẹ tin dùng trên thị trường Việt Nam, với nhiều cái công dụng mà vượt trội như là tăng cường hệ miễn dịch nè, cải thiện hệ thống tiêu hóa, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất, giúp bé ngủ ngon và kích thích trẻ ăn uống ngon miệng hơn. Và cái em siro này được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá vô cùng cao bởi vì chúng chứa những cái thành phần dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe của trẻ nè. Thành phần được nhập khẩu tại châu Âu, công nghệ thì sản xuất tân tiến, mang đến rất là nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ biếng ăn, còi xương và thấp bé hay bệnh vặt. Thì sản phẩm này cho ra mắt thị trường vào ngày 16/1/2020 đến từ cái công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Happy Việt Nam. Ngay từ những cái ngày đầu ra mắt thì sản phẩm đã tạo nên một cái cơn sốt trên thị trường và được các chuyên gia hàng đầu Việt Nam được khuyên dùng, như là viện trưởng dinh dưỡng lâm sàng bác sĩ Trần Đình Toán nè, thạc sĩ bác sĩ dinh dưỡng viện quốc tế CT Nguyễn Thị Thanh nè. Nên là mọi người yên tâm và cho biếng nhà mình dùng siro chống nhiễm Baby Plus nha.